luôn luôn sức khỏe, phục vụ bà con nhân dân trong cái đợt này. Thế thì cô rất là vui mừng được nhận phần khẩu trang này. Thế thì chúng ta tối nay cô sẽ thông báo. Phần của mình về để cho cô góp phần và chung tay cùng với cô là phát khẩu trang miễn phí cùng bà con là phòng chống dịch nCoV. Thế nhưng mà cháu đừng quên nhé, phải bảo với giám đốc cháu là cô Huyền chuyển lời chúc sức khỏe cảm ơn, nhưng mà đừng quên là tiếp tục cố gắng làm thế nào để gửi tiếp những phần quà tiếp theo về cô thể hiện và cùng cô góp một phần nhỏ bé chia sẻ với cộng đồng khi cư dân cư mà tổ quốc chúng cô đang gắn bó để gọi là thể hiện ý nghĩa khẩu trang cứ về nhà cô là đặt tên là khẩu trang thể hiện. Thế là đây là sáng mai cô sẽ gửi tặng bà con mỗi người một chiếc khẩu trang tình nghĩa nhé. Với anh ở bên công ty bán cho tôi để cảm ơn cháu nhé.